vị phụ huynh và các bạn thí sinh đến với Văn Lang Q&A, chương trình livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Sau 11 số phát sóng, thì Văn Lang Q&A đã cùng các bạn thí sinh tìm hiểu nhiều thông tin tuyển sinh bổ ích và thiết thực, giúp các bạn tự tin hơn khi lựa chọn chương trình học và ngành học tại trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay, với chủ đề tiềm năng ngành xây dựng và ngành bảo hộ lao động, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành bảo hộ lao động, ngành kỹ thuật xây dựng, ngành quản lý xây dựng và ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Có mặt tại trường quay hiện tại thì Thi Trang xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Thái Xuân Tình, trưởng ngành bảo hộ lao động. Tiến sĩ Vũ Hồ Nam, giảng viên ngành kỹ thuật xây dựng. Xin được chào thầy Tình và thầy Nam ạ. Đây là lần đầu tiên mà hai thầy đồng hành cùng với chương trình Văn Lang Q&A. Thì không biết là cảm xúc của hai thầy lúc này như thế nào ạ? Dạ đầu tiên thì cho em xin được mời thầy Tình ạ. Cảm ơn thầy Trang. Đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào đến quý phụ huynh, các em học sinh. Hôm nay tôi rất là vinh dự tham gia buổi livestream hôm nay. Thì hy vọng là sẽ cung cấp đến quý phụ huynh, các em học sinh những thông tin bổ ích về ngành bảo hộ lao động. Đây là một ngành mới của khoa kỹ thuật an toàn. Xin cảm ơn. Dạ em xin được cảm ơn thầy. Và thầy Nam ơi, không biết là bây giờ thì thầy có thể gửi lời chào và chia sẻ cảm xúc khi mà đến với buổi ngày hôm nay được không ạ? Xin chào Thi Trang và xin chào quý khán giả của Văn Lang Q&A. Rất là vui vì ngày hôm nay được tham gia buổi livestream này, buổi livestream số 11 phải không ạ, của tư vấn tuyển sinh trường Đại học Văn Lang. Và Hồ Nam mong rằng là cái buổi livestream ngày hôm nay sẽ giúp ích phần nào cho quý phụ huynh và các bạn học sinh hiểu hơn nữa về ngành xây dựng, cũng như giải đáp được những một số những thắc mắc cũng như là những trăn trở của quý phụ huynh và các bạn học sinh trước một cái hành trình mới, một hành trình để mà trở thành tân sinh viên trong năm học 2022-2023 sắp tới đây. Xin chào. Dạ em xin được cảm ơn hai thầy. Các bạn ơi, năm 2022 thì trường Đại học Văn Lang bắt đầu tuyển sinh ngành bảo hộ lao động, mở ra thêm một lựa chọn mới cho các bạn thí sinh. Và bên cạnh đó thì các ngành kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cũng nhận được sự quan tâm đặt câu hỏi của các bạn thí sinh qua các kênh tư vấn của nhà trường. Và những thắc mắc mà các bạn thí sinh quan tâm thì sẽ được trực tiếp giải đáp nhiều nhất có thể trong chương trình livestream tối nay. Nên là các bạn đừng ngần ngại đặt câu hỏi nha. Và bên cạnh hai thầy đang có mặt tại trường quay thì Văn Lang Q&A còn đón chào ban tư vấn gồm các thầy cô đang giảng dạy tại khoa kỹ thuật an toàn và khoa xây dựng. Trân trọng gửi lời chào đến các thầy cô. Em xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Kiên, giảng viên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Dạ em xin chào thầy ạ. Dạ bây giờ thầy có thể gửi lời chào đến chương trình cũng như là quý phụ huynh và các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình của mình được không ạ? Xin chào tất cả quý phụ huynh cùng các em đang tham gia buổi livestream của trường Đại học Văn Lang về tư vấn tuyển sinh chọn ngành ngày hôm nay. Cũng là cái lần mà bắt đầu đã kết thúc của cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông rồi, chúng ta chọn ngành nghề để vào cái chương trình học và là chúng ta bắt đầu chuyển bước một cái quá trình điều là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Thì đầu tiên là chúc các bạn có cái sự sức khỏe trước, xong đó là có một cái sự lựa chọn hợp lý cho ngành nghề của mình để mình học, để mình ra trường, mình làm việc cũng như xã hội và cũng như là phát triển cái năng lực của mình. Rất là hạnh chào các bạn và quý các phụ huynh của các thầy cô cùng tham gia buổi live stream này. Dạ em xin được cảm ơn thầy. Và tiếp theo em xin được giới thiệu Thạc sĩ Lê Đỗ Phương An, giảng viên ngành kỹ thuật xây dựng. Dạ em xin được chào cô ạ. Cô xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đang tham gia buổi live stream ngày hôm nay. Tôi rất mong rằng những lòng hành của các bạn trong cái buổi tư vấn tuyển sinh hôm nay để có giải đáp cho các bạn một vài những hướng nghề nghiệp mà các bạn đang mắc ủ. Trên buổi này tôi chúc quý phụ huynh cùng các em học sinh có một cái sức khỏe tốt, có một quyết định đúng đắn khi chọn nghề trong tương lai của mình. Đây là cảm động các em cực kỳ quan trọng. Cảm ơn các bạn. Dạ em xin được cảm ơn cô. Và tiếp theo chương trình em xin được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Phi Khanh, giảng viên ngành quản lý xây dựng. Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn học sinh cùng toàn thể quý vị có mặt tại buổi livestream ngày hôm nay.
Tôi sẽ rất là vui được tham dự cái buổi tư vấn hôm nay, và tôi rất mong rằng người kết nối được chia sẻ những kiến thức, những cái bài giá các cái thắc mắc của quý phụ huynh cũng như toàn thể các bạn học sinh ngành ngành quản lý sự nghiệp. Một cái ngành hiện nay đang có nhu cầu rất lớn đối với thị trường xe, và rất mong là các cái thông tin vừa chuyển đến cho quý phụ huynh cũng như quý cũng như các bạn học sinh sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn đúng ngành đúng nghề phù hợp với năng lực của các bạn, và đấy là cái sự đảm bảo cho tương lai của các bạn trong trường này tốt nhất. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị cũng như các bạn học sinh. Xin được cảm ơn thầy. Em xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, giảng viên ngành bảo hộ lao động. Dạ. Em chào cô ạ. Cảm ơn Phi Trang. Xin được chào quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh. Thì như các bạn đã Phi Trang giới thiệu thì bảo hộ lao động là một ngành mới của đại học Long An, cũng như là một cái ngành được xã hội rất là quan tâm. Nên là cô mong cho cái thông qua cái buổi tuyển sinh ngày hôm nay sẽ giúp được cho các bạn có được những cái lựa chọn đúng đắn, và mong là sẽ được gặp các bạn tại đại học Long An trong thời gian sắp tới. Em xin được cảm ơn cô, và em xin được giới thiệu thạc sĩ Huỳnh Công Chánh, giảng viên ngành bảo hộ lao động. Dạ, em xin được chào thầy ạ. Chào quý vị, quý vị, quý vị cô. Xin chào, xin chào các bạn trên mạng hôm nay. Thì hôm nay là vui được đến với các bạn của các bạn. Thì tôi với cái chuyện là các bạn là có thể xin được tiếp như nói là đó là cái chuyện là quý vị các bạn. Xin được cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian tham gia chương trình livestream tối nay để tư vấn cho các bạn thí sinh ạ. Và trong lúc mà các bạn thí sinh đang chuẩn bị câu hỏi của mình thì em xin phép có một số câu hỏi dành cho hai thầy. Dạ, đầu tiên là một câu hỏi em muốn hỏi thầy Tình ạ. Câu hỏi như thế này: ngành bảo hộ lao động là một ngành mới tại trường Đại học Văn Lang, vậy thì thế mạnh đào tạo và điểm khác biệt của ngành bảo hộ lao động của trường mình là gì ạ? Cảm ơn Thi Trang. Thì trước khi trả lời câu hỏi của Thi Trang thì tôi xin giới thiệu đến quý phụ huynh các em học sinh một đôi lời liên quan đến ngành bảo hộ lao động. Thì ngành bảo hộ lao động hay còn được gọi là ngành HSE, là viết tắt của ba chữ là Health, Safety and Environment, tức là chuyên về an toàn, sức khỏe và môi trường. Thì chúng ta hình dung là khi Việt Nam tham gia vào ví dụ như là Tổ chức Thương mại Thế giới hay là các tổ chức quốc tế, và khi tham gia hội nhập quốc tế thì bắt buộc các doanh nghiệp của Việt Nam phải chú trọng đến công tác về an toàn môi trường cũng như là đảm bảo về sức khỏe cho người lao động. Thứ hai nữa là hiện nay rất là nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Và cái thứ ba nữa là công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường được Đảng và Nhà nước rất là quan tâm. Cụ thể là gần đây mình có bộ luật về an toàn vệ sinh lao động. Đây là luật về an toàn vệ sinh lao động lần đầu tiên của Việt Nam. Và trong cái văn bản luật này thì có quy định về vai trò của người làm công tác an toàn ở trong các doanh nghiệp. Thì hiện nay là đây là ngành có nhu cầu về tuyển dụng rất là lớn để các bạn phụ trách các công tác về an toàn, sức khỏe và môi trường tại các doanh nghiệp. Còn về chương trình đào tạo thì điểm mạnh của chương trình đào tạo ngành bảo hộ lao động của Đại học Văn Lang thì có một số điểm mạnh như sau. Thứ nhất là về nội dung chương trình đào tạo. Thì khi xây dựng chương trình đào tạo ngành bảo hộ lao động thì chúng tôi tập trung vào cái nội dung chương trình thì định hướng là theo chuẩn quốc tế, và khi xây dựng thì chương trình nội dung chương trình bảo hộ lao động có sử dụng cái nội dung của chương trình đào tạo ngành này của trường đại học top 100 thế giới. Bên cạnh đó thì có kế thừa và phát triển các cái nội dung của cái chương trình đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động của một số trường đại học ở Việt Nam. Thứ hai là điểm mạnh nữa của Đại học Văn Lang, đó là hiện nay là khoa xây dựng cái chương trình đào tạo ngành bảo hộ lao động thì với đội ngũ giảng viên là có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và có tâm với ngành nghề, thì đây là một trong những cái thế mạnh và tôi nghĩ là sẽ giúp đào tạo ra các thế hệ
kỹ sư bảo hộ lao động tương lai cho đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và một câu hỏi thứ hai dành cho thầy Nam ạ. Dạ thầy ơi, khoa xây dựng của trường Đại học Văn Lang đã có bề dày đào tạo trong nhiều năm qua rồi, và là một người trực tiếp tham gia công tác giảng dạy tại khoa, thì thầy có ấn tượng như thế nào với các bạn sinh viên của khoa xây dựng ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC Thi Trang. Thì Hồ Nam muốn nói về cái câu mà Thi Trang có nói rằng là khoa xây dựng đã có lịch sử lâu đời, thì đúng là khoa xây dựng đã được thành lập và phát triển từ năm 1995 đến bây giờ, và đã là 27 năm rồi ha. Và đã đào tạo được rất là nhiều các cái kỹ sư xây dựng cho xã hội. Vậy thì trong cái quá trình mà mình được đồng hành cùng với các bạn sinh viên của khoa xây dựng thì rất là ấn tượng với các bạn ở một điểm, đó là các bạn có một nguồn năng lượng rất là dồi dào. Một nguồn năng lượng đó mà nó ảnh hưởng ra được tất cả những các thầy cô khác nữa. Bên cạnh đó, cùng với cái năng lượng đó là cái sự rất là ham học hỏi, chịu khó. Thì cái điều đó nó cũng khích lệ cho các thầy cô thêm rằng là mình hay nói vui với các bạn sinh viên của mình rằng là học, dạy học thì phải có người chịu học mới có người sẽ hết sức, hết lòng của mình để dạy. Vì thế là mình rất là ấn tượng với các bạn ở điều đó. Thì khi mà sinh viên của khoa xây dựng ra trường đó thì cũng được rất là nhiều các doanh nghiệp sử dụng lao động khen rằng là sinh viên của khoa xây dựng rất là cần cù, chịu khó, ham học hỏi và có rất là năng động trong cái công việc của mình. Điều đó là một điều rất là đáng tự hào và mình thấy ấn tượng thực sự đối với các bạn sinh viên của khoa mình. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Tình và thầy Nam ạ. Và các bạn ơi, nếu mà các bạn đang quan tâm đến trường Đại học Văn Lang và các ngành trong số phát sóng ngày hôm nay thì hãy nhanh tay comment câu hỏi ở trong livestream, thì Trang sẽ chuyển đến bàn tư vấn ngay nhé. Và để các bạn thí sinh nắm bắt được những thông tin chung của các ngành trước khi đặt các câu hỏi trực tiếp cho chương trình, thì em xin phép được kết nối với bàn tư vấn trực tuyến để các thầy cô sẽ cung cấp đến các bạn thí sinh thông tin tổng quan về chương trình đào tạo của các ngành ạ. Dạ đầu tiên, em xin được mời quý thầy cô ngành bảo hộ lao động. Tôi cảm ơn Thi Trang. Rồi con sẽ dạy là bảo hộ lao động thì sẽ cung cấp thêm một số thông tin về chương trình đào tạo để các bạn làm có quan tâm thì mình sẽ nắm rõ hơn. Thì chương trình đào tạo của ngành bảo hộ lao động thì được xây dựng với một chuyên ngành là an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Chương trình thì nhằm mục đích là đào tạo sinh viên trở thành một kỹ sư bảo hộ lao động có đầy đủ kiến thức cũng như là kỹ năng có thể giải quyết được cái vấn đề liên quan đến lĩnh vực an toàn sức khỏe trong doanh nghiệp cũng như là tại các cơ sở sản xuất. Chương trình đào tạo thì bao gồm tổng 152 tín chỉ sẽ được đào tạo trong vòng 4 năm học, và mỗi năm thì sẽ là 3 học kỳ. Ngoài ra thì chương trình đào tạo của ngành lao động cũng xây dựng theo chương trình top 100 các trường đại học nổi tiếng thế giới, do đó khi các em được chọn làm bảo hộ lao động của trường đại học Văn Lang để theo học thì mình hoàn toàn có thể yên tâm với cái tính hội nhập xã hội như là phù hợp với xu hướng xã hội. Trên đây là một số thông tin chung về chương trình đào tạo, nếu các em có quan tâm hoặc cần biết thêm gì đó hơn thì là câu hỏi này cô sẽ đáp theo. Dạ, em xin được cảm ơn cô. Và em xin mời thầy Chánh ạ. Xin chào anh em, có thể biết được cô em của em và các em học sinh. Thì tiếp nối với câu hỏi thông báo của cô Hà, thì các bạn đã thành công được một cái tổng quan về cái chương trình đào tạo cũng như là bảo hộ lao động của trường đại học Văn Lang. Nhưng mà để với vai trò là người đi trước, người đã từng học, đã từng làm và đã từng xây dựng đề cương đào tạo, thì thầy sẽ chia sẻ thêm về chương trình đào tạo Văn Lang. Thì chương trình đào tạo Văn Lang nó đào tạo hai bộ lao động của đào tạo Văn có ba môn gồm tự nhiên cương tinh thần đến môn chuyên ngành, nó sẽ cung cấp một số kiến thức tổng quát cho các bạn khi tham gia học tập và làm việc sau này. Thì ngoài ra có một số môn mang tính ứng dụng cao, chẳng hạn như là chương trình đào tạo có môn như là kỹ thuật an toàn, môn kỹ thuật an toàn chống cháy nổ, an toàn cơ khí. Sau đó thì cái việc mà xây dựng cái chương trình đào tạo mà bao gồm những môn thực hành như là thực hành sức cấp cứu, thực hành đo đạc, nó sẽ ngoài việc phục vụ cho công việc sau này thì nó cũng phục vụ cho cái việc
dựng nền tảng của bộ phận ba bước chuyên môn sẽ cung cấp cho các bạn học học viên sau này cái góc nhìn đa chiều bao quát và cung cấp cho các bạn những kiến thức kỹ năng đổi để đóng góp xã hội như là làm cho các doanh nghiệp tổ chức trong nhà nước. Thì các bạn có thông tin thêm về mình một lần thì sẽ có được câu hỏi để thì là cô này như là mình sẽ tư vấn cho các bạn. Dạ em xin được cảm ơn thầy ạ. Và về ngành kỹ thuật xây dựng thì sau đây em xin được mời cô An ạ. Chào các bạn, xin cảm ơn MC và xin gửi lời chào đến quý thầy cô để quý vị phụ huynh và các em học sinh. Mình tên là Lê Vũ Nga và giảng viên của khoa xây dựng, chính xác là mình là kỹ thuật xây dựng. Mình xin sơ lược sơ qua về cái chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật xây dựng. Thì hình thức của mình là các bạn tốt nghiệp thì bằng cấp của mình chính là kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng. Theo hình thức cũng nên á, cũng nên theo cái hình thức chung của thị trường. Về thời gian đào tạo cho cái ngành của mình là 4 năm rưỡi theo tài chính viên tập trung. Thì cũng như là ngành kỹ thuật xây dựng mà đã được kiểm định và đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong cái chương trình của cái ngành kỹ thuật xây dựng này á, thì các bạn nếu mà học thì đối với Văn An thì các bạn có một hoàn toàn một lợi thế vì các bạn được trang bị rất nhiều năng lượng để có thể làm việc trong cái kỹ thuật xây dựng và đáp ứng được nhu cầu thị trường của lao động hiện nay trong và ngoài nước. Một điều đặc biệt ở Văn An của mình là cái ngành kỹ thuật xây dựng thì đã có rất là lâu rồi, có thể nói là từ cũng là có niên 27 năm, thì đối với ngành xây dựng của mình đã có 27 năm. Thì các em đa phần các bạn ra trường đều có việc làm, hầu như là mỗi năm theo cái khảo sát việc làm sau khi tốt nghiệp thì các em đều có việc làm là trên 97%. Thì cái 2-3% còn lại đó thì các bạn có thể là chuyển qua một khác. Sinh viên của mình nếu ở ngành kỹ thuật xây dựng các bạn được học tập trong cái môi trường đối với giáo viên rất là nhiều kinh nghiệm thực tế và uy tín và trong và ngoài nước, sinh viên có thể trao đổi các chương trình học thuật trao đổi văn hóa đối với các trường trong nước và các quốc gia trong khu vực. Ở nhà trường hoặc khoa của mình thì cũng có những hoạt động cho học viên quốc tế đa văn hóa để các em dễ dàng hội nhập trong môi trường quốc tế. Điều mà có thể nói là các bạn học sinh ở đây có thể quan và phụ huynh mình quan tâm nhất đó là sau khi tốt nghiệp thì cái nhu cầu việc làm của mình và kỹ sư xây dựng của mình sẽ làm việc như thế nào ở những vị trí nào trong xã hội. Thì ở đây thì mình cũng nói sơ qua là đối với cái ngành kỹ thuật xây dựng thì các bạn ra trường các bạn có rất là nhiều cơ hội việc làm, nhất là sau cái trở lại dịch vừa rồi đó, thì nền kinh tế của Việt Nam mình đang tái cấu trúc lại thì cái ngành xây dựng của mình rất cần cái nguồn nhân lực chính là các bạn trẻ. Thì các bạn có thể làm giống như là một vai trò kỹ sư xây dựng trong những cái công ty thiết kế hay thi công trong và ngoài nước, những công ty của nhà nước, công ty tư nhân. Các bạn có thể tham gia các công việc ở các sở xây dựng, ban quản lý dự án, các công ty và tổng công ty xây dựng với vai trò là một kỹ thuật. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nâng cao cái trình độ của mình để các bạn có thể tham gia những dạy giống như các thầy cô đang ở đây. Mình xin hết ạ, cảm ơn các bạn, cảm ơn các thầy cô và các bạn xin lắng nghe. Dạ em xin được cảm ơn cô ạ. Và với ngành quản lý xây dựng thì sau đây em xin được mời thầy Khanh có thể giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo của ngành. Em xin được mời thầy ạ. Xin cảm ơn MC. Xin chào quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn. Thế thì chúng ta thấy là trong 16 của chúng ta có rất nhiều dự án đến từ ý tưởng cũng như đến từ một số các nhu cầu trong 16. Thế thì từ ý tưởng để triển khai đến các sản phẩm cuối cùng để chúng ta có được sản phẩm sử dụng cuối cùng thì đấy cả là một cái quá trình để thực hiện. Và trong quá trình đó luôn từ chúng ta kiểm tra kiểm soát để chúng ta đạt được cái mục tiêu đúng như cái ý tưởng ban đầu của chúng ta. Thì cái quá trình đó là quá trình quản lý. Thì ngành xây dựng cũng là một trong những ngành, cũng là một trong những ngành kinh tế của đất nước. Thế thì cũng tôi theo cái quy trình đó cho các bạn thì từ đó mới sản sinh ra cái ngành quản lý xây dựng.
Thế thì nếu bạn muốn có một hình ảnh là một anh kỹ sư xây dựng trên môi trường đầy cái sự mạnh mẽ, đầy cái thể hiện được, đầy cái sự tính cách mạnh mẽ, thì bạn có thể học ngành quản lý xây dựng, ngành quản lý xây dựng có thể đào tạo các bạn lên cái hình ảnh đó. Hoặc bạn muốn làm một nhà quản lý chuyên nghiệp thì ngành quản lý xây dựng cũng đào tạo và giúp cho các bạn hình thành lên được cái hình mẫu của một người nhà quản lý chuyên nghiệp đó. Tóm lại là ngành quản lý xây dựng rất là linh hoạt. Các bạn có thể làm công tác quản lý ở tại văn phòng, hoặc bạn có thể thể hiện cái sự yêu thích của các bạn trên môi trường và có thể làm các kỹ sư trên môi trường. Như vậy mấy lần ngành quản lý xây dựng là giao hoa của ngành kỹ thuật và cái ngành quản lý. Chính vì vậy cơ hội ra trường khi các bạn ra trường tốt nghiệp ra trường để tìm việc làm rất là linh hoạt cho các bạn, rất là dễ cho các bạn. Và như quen vừa chia sẻ với các bạn là trong cái thời điểm hiện nay sau cơn đại dịch Covid 19 thì cái ngành xây dựng nói chung, đặc biệt là ngành quản lý xây dựng nói riêng cũng đang rất khác cái nguồn nhân lực. Chính vì vậy khi các bạn chọn ngành rất mong là các bạn sẽ tìm được cái ngành phù hợp với mình. Và rất mong là tôi sẽ được tư vấn tiếp cho các bạn một cách sâu hơn với cái ngành quản lý xây dựng này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Khanh ạ. Và với ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thì em xin được mời thầy Kiên giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo của ngành. Em xin được mời thầy ạ. Xin chào tất cả các bạn là học sinh thân mến, chào MC Thanh Trang. Thì được chia sẻ với các bạn về cái ngành này thì đã là một cái vừa là giới thiệu để cho các em có một cái nhìn rồi là cái sự lựa chọn thì đi vào cái nội dung này kỹ thuật công trình giao thông thì nhiều trường đang trả dạy cho các bạn trường đào ba lan. Tuy nhiên ở trường đào ba lan thì ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chia làm hai cái chuyên ngành để các bạn có thể lựa chọn. Cái đây là các bạn được lựa chọn nha, chứ không phải bắt buộc. Đó là ngành chuyên ngành về công trình giao thông công trình, và chuyên ngành thứ hai là chuyên ngành về kỹ thuật công trình hạ tầng. Thì công trình giao thông công trình là cái gì? Đó là những cái công trình về cầu đường, bộ kè, cầu phao tiêu, metro, bến cảng, sông, vân vân. Nó phụ thuộc về cái vấn đề về giao thông công trình trong đô thị. Cái chuyên ngành thứ hai là cái chuyên ngành kỹ thuật công trình hạ tầng. Đó là những cái công trình như là cầu vượt, cả thu phí, cầu cảng, hoặc là cái hệ thống lọc nước, phân phối nước, hệ thống xử lý nước thải, đường nội bộ trong các khu đô thị, vân vân. Như vậy thì ở đây tôi nói cái ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Đào Văn Lan chia làm hai cái nhánh nhỏ để các bạn được lựa chọn và tăng thêm cái cơ hội công việc và cái kiến thức về việc làm, về cái kiến thức về cái những cái công việc mà sau này các bạn sẽ tiếp tục tiếp cận thì nó rộng mở hơn. Vì một câu hỏi đặt ra đó là cái công việc thì có nhiều hay không, hoặc là cái nhu cầu như thế nào, thì cũng như thầy Khanh và Qua vừa chia sẻ với các em đó, thì cái nhu cầu về xây dựng ở Việt Nam thì nói chung là rất là lớn, vì Việt Nam thì đang trong quá trình phát triển về hạ tầng, thu hút đầu tư, thì cái vấn đề này là không thể nào gọi là nó khác đi được. Mình phải đầu tư rất nhiều và cái nhu cầu công việc thì khẳng định với các bạn là có nhiều như vậy. Và một đặc thù của cái ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của Đào Văn Lan mà muốn hướng tới đó nữa, thì khi mà chia ra làm hai chuyên ngành như vậy thì chúng tôi cũng thiết kế chương trình để các bạn tiếp cận với một cái xu hướng mới, đó là cái giao thông thông minh trong một đô thị thông minh. Đó là những cái học phần như là về thiết kế mô hình 3D cho hệ thống giao thông, hoặc là các công trình về metro và các công trình mà nó mang tính chất là gọi là hình thành cái đô thị thông minh. Đó là cái điểm nhấn về cái chương trình đào tạo. Và khi ra trường thì các bạn có thể làm được nhiều lĩnh vực như hiện nay của cô bạn vừa giới thiệu cho đến ngành xây dựng. Nói chung ấy, công tác như là thiết kế và các cơ bản thiết kế, các bạn có thể ngồi sáng tạo hoặc là thiết kế trên bản vẽ các công trình. Sau đó các bạn có thể tham gia vào thi công tại công trường, và các bạn làm công tác quản lý ở các cơ quan quản lý, cơ quan của nhà nước. Hoặc có một điều là các bạn có thể học nâng cao và tham gia công tác giải nhận. Tại
giai đoạn câu hỏi, thầy sẽ trả lời và để lại cho các bạn rõ ràng hơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn quý thầy cô với những thông tin hữu ích vừa rồi. Và bây giờ thì đúng với tên gọi Văn Lan Q&A thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với những câu hỏi từ các bạn thí sinh để có thể giải đáp tư vấn thêm cho các bạn. Quý thầy cô ban tư vấn hôm nay sẽ là những người trực tiếp giảng dạy các ngành, nên là các bạn yên tâm là chúng ta có thể chia sẻ rất là nhiều thông tin trực tiếp trong livestream ngày hôm nay nha. Em xin lần lượt đọc các câu hỏi mà nhiều bạn thí sinh đã gửi về chương trình để quý thầy cô tư vấn giúp ạ. Dạ, và một câu hỏi đầu tiên của bạn Vân Anh dành cho thầy Tình ạ. Dạ, câu hỏi như thế này. Dạ, thầy cho em hỏi là em thấy ngành bảo hộ lao động là ngành mới, vậy học ngành này có dễ xin việc hay không ạ? Và nhà trường có hỗ trợ sinh viên trong vấn đề tìm kiếm việc làm hay không thầy? Cảm ơn Thi Trang. Thì như đã đề cập ở phần đầu thì ngành bảo hộ lao động hiện nay là có nhu cầu của xã hội rất là lớn. Hiện nay là quy định là mỗi doanh nghiệp là có ít nhất là một cán bộ phụ trách công tác về HRD. Và hiện nay ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh là hiện nay là có hơn 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hay là các tỉnh ví dụ như là Đồng Nai hay là Bình Dương cũng hơn 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Và rất là nhiều các tỉnh thành có nhiều doanh nghiệp, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nên là hiện nay nhu cầu về người làm công tác an toàn lao động mà rất là lớn. Và điều đặc biệt nữa là hiện nay trường Đại học Văn Lang là trường đại học thứ hai trên cả nước đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động, thì đây chính là cái cơ hội cho các em học sinh có thể là lựa chọn cho mình một cái ngành học. Thực ra về ngành học về bảo hộ lao động là một ngành có tính nhân văn rất là cao. Chúng ta chăm lo công tác về an toàn lao động, công tác về vệ sinh lao động, hay là công tác về bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp hay là các cái tổ chức. Thì đây sẽ là một cái cơ hội rất là lớn dành cho các em có quan tâm đến ngành bảo hộ lao động này. Xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và một câu hỏi tiếp theo, em xin được kết nối với ban tư vấn online để gặp cô An ạ. Dạ, câu hỏi như thế này. Dạ, em chào thầy cô. Thầy cô cho em xin hỏi là em có tìm hiểu ngành kỹ thuật công trình xây dựng, thì được biết sau này sẽ phải học về bản vẽ kỹ thuật nhiều. Vậy thì em sẽ học những phần mềm gì ở trong quá trình học tại trường ạ? Dạ, em xin mời cô ạ. Cô xin chào bạn Huyền Trân, chào quý thầy cô và các bạn học sinh. Để trả lời cho câu hỏi này, cô cũng nói sơ qua một tí xíu về cái ngành học của mình có liên quan tới môn vẽ kỹ thuật. Thì môn vẽ kỹ thuật bạn có tìm hiểu, cảm ơn bạn cũng đã có tìm hiểu về cái chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật xây dựng. Thì trong cái ngành kỹ thuật xây dựng thì chúng ta có học môn vẽ kỹ thuật, thì các bạn sẽ được học vẽ kỹ thuật bằng tay để các bạn và chúng ta hiểu những cái kỹ năng về cái môn vẽ này, để giúp ích cho các bạn cái môn này là môn có tạo kiến trúc, các bạn hiểu và đọc vẽ được và vẽ kiến trúc. Nhưng trước sau đó các bạn sẽ được học một vài cái phần mềm để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình chúng ta học. Đó chính là cái phần mềm AutoCAD, và có một cái phần mềm nữa mà hiện nay Văn Lan mình cũng có ngay, đó chính là cái phần mềm Revit. Thì bên Văn Lan mình có một cái studio có thể về phần Revit này. Cho nên các bạn yên tâm, khi các bạn vào học ở ngành kỹ thuật xây dựng thì tất cả các thầy cô cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn, và cái hệ môn này được nằm trong cái chương trình đào tạo của mình. Cho nên đó là cái môn AutoCAD sẽ giúp cho các bạn trong cái việc mà chúng ta thực hiện bảo vệ kỹ thuật đúng và chuẩn theo đúng cái bảo vệ kỹ thuật của Việt Nam mình. Cảm ơn bạn đã câu hỏi. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và với một câu hỏi tiếp theo thì câu hỏi như thế này. Dạ, chào thầy cô ạ. Cho em hỏi ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thì có phải chọn chuyên ngành không ạ? Và nếu có thì thầy cô có tư vấn cho mình về việc chọn chuyên ngành không? Dạ, với câu hỏi này thì em xin được mời thầy Kiên trả lời ạ. Dạ, em xin kính mời thầy ạ. Bác xin cảm ơn cái câu hỏi mà em học sinh có đặt ra. Thì như thầy vừa trình bày với các bạn từ tổng qua về chương trình đào tạo kỹ thuật xây dựng công trình giao thông á, thì trên trường Văn Lang và cùng trường Văn Lang là mình chia làm hai chuyên ngành. Thì khi các bạn học
trong vòng 3 năm đấy thì một năm cuối các bạn sẽ chọn chuyên ngành, các bạn được chọn chứ không phải các bạn phải chọn. Vì cái vấn đề ở đây đó là các bạn cảm thấy các bạn phù hợp vào chuyên ngành nào thì các bạn lựa chọn chuyên ngành đó. Và nếu như các bạn có gặp bỡ ngỡ thì các thầy cô trong bộ môn và trong ngành sẽ trực tiếp tư vấn, và thầy là cũng là một người trong cái ban tư vấn cho các bạn chọn ngành như thế. Thì thầy nhắc lại là có hai chuyên ngành, một chuyên ngành là công trình giao thông công trình và một chuyên ngành đó là kỹ thuật công trình hạ tầng. Thì thực ra đây là cái cơ hội để cho các bạn lựa chọn ngành nghề, rồi là cái theo sở thích, theo cái sở trường của mình. Và sau cái quá trình học tập ấy, trong vòng 3 năm ở đại học, mà nếu các bạn học ngành này thì các bạn sẽ cảm thấy được cái, các bạn sẽ biết được mình phù hợp với công việc, rồi là cái ngành học như thế nào và các bạn sẽ chọn. Và nếu như các bạn cảm thấy bản thân hơn, các bạn cảm thấy phù hợp với lúc đến ngành sinh viên và trung độ, nhưng mà phân vân thì lúc đó thì các thầy cô trong bộ môn trong ngành sẽ là người tư vấn với các bạn. Vì xin nói thêm một chút thì ngoài vấn đề về học tập thì trường đại học ra là có công tác mua bán học tập và giáo viên chủ nhiệm là rất là sâu sát đối với các bạn sinh viên. Đây các bạn cứ an tâm, xin cảm ơn của học bạn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy. Dạ, với một câu hỏi tiếp theo thì cho em xin được kết nối với cô Hà. Dạ, câu hỏi như thế này. Dạ, em cần những tố chất gì để theo học ngành bảo hộ lao động ạ? Em cảm ơn quý thầy cô nhiều. Dạ, em xin được mời cô Hà. Cảm ơn chị. Cảm ơn câu hỏi của mẹ học sinh. Thì nếu các bạn nghe tên bảo hộ lao động thì nó đã thêm về khối kỹ thuật của công nghệ. Thế nên là những cái tố chất hàng đầu để các bạn có thể theo học ngành bảo hộ lao động chính là mình có một cái niềm đam mê, đặc biệt là trong các lĩnh vực về an toàn, sức khỏe và môi trường. Ngoài ra thì bảo hộ lao động là cái ngành nghề có tính liên quan rất là lớn, do đó nó là mình yêu thích về nghiên cứu, mình yêu thích khám phá và có khi là tự học, nhưng mà có khả năng sáng tạo. Vì sao? Vì cái ngành nghề của mình đặc thù là đào tạo nên bạn sinh viên có đầy đủ những kỹ năng, sau này bạn đảm bảo được an toàn cho người lao động. Do đó khi mình có cái tính nghiên cứu và sáng tạo sẽ góp phần giúp các em mình tìm được ra những cái gì khác giúp đỡ người lao động, giảm thiểu các tai nạn lao động cũng như là về cho người lao động. Thì thông qua một số tư vấn chất mà em đang yêu cầu, ngoài ra thì cần phải có cái gì yêu thích cũng như là cảm thấy là muốn bảo vệ những sinh con của mình thì cũng là ngành nghề bảo hộ lao động rất là phù hợp. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và bên cạnh câu hỏi mà các bạn gửi phía bên dưới phần bình luận thì chương trình cũng nhận được những câu hỏi của các bạn qua các cái kênh tư vấn. Và sau đây là một câu hỏi mà em xin được kết nối với thầy Khanh ạ. Câu hỏi như thế này: ngành quản lý xây dựng thì ngoài học kiến thức về xây dựng thì em có được học những môn về quản lý không? Và sau khi tốt nghiệp thì trung bình mất bao lâu để mình có thể ứng tuyển vào một vị trí cấp quản lý ạ? Dạ, em xin được mời thầy ạ. Xin cảm ơn chị em. Xin trả lại. Thì như thầy đã trình bày công tác ban đầu, ngành xây dựng là ngành quản lý xây dựng là ngành rất là linh hoạt, nhiều lớp tuyển sinh ngành kết hợp, nó là sự kết hợp của ngành kỹ thuật xây dựng và ngành quản lý. Chính vì vậy khi trong quy trình đào tạo các bạn sẽ được học cả về kỹ thuật xây dựng và cả về các cái nguyên tắc, các cái vấn đề quản lý của một công trình xây dựng. Ví dụ như các bạn sẽ được học quản lý về con người, các bạn sẽ được học quản lý về chiến lược để xây dựng, để thực hiện, để thi công một công trình. Các bạn được học quản lý về nguồn tài chính của dự án để làm sao các bạn đạt được đưa dự án đến đúng được chất lượng, đạt được cái chi phí cần thiết, chi phí hợp lý và đưa công trình về đúng cái tiến độ mà chúng ta tạo ra. Chính vì vậy trong quá chương trình đào tạo các bạn sẽ có cái khối lượng kiến thức về quản lý tương đương với khối lượng kiến thức về học kỹ sư xây dựng. Đó là cái phần thứ nhất của hỏi của bạn. Phần thứ hai các bạn hỏi rằng bạn nói rằng là cái khoảng mức khoảng bao lâu thì chúng ta có thể tương chuyển vào vị trí quản lý. Thì cái điều này nó phụ thuộc theo này thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố con người và cái thứ hai nữa là yếu tố về môi trường các bạn.
Yếu tố về con người là cái sự năng động của bạn. À, cái này là từ cái o, cái sự năng động và cái sự cố gắng quyết tâm của chúng ta rất lớn của bạn. Cái thứ hai nữa là về môi trường. Nếu bạn được làm trong một môi trường có cái sự có những điều kiện thăng tiến tốt thì bạn rất dễ nhanh thăng tiến. Tuy nhiên xét ở cái mức độ trung bình thì theo kinh nghiệm của thầy thì trong khoảng thời gian 3 năm sau khi bạn tốt nghiệp, bạn sẽ có khả năng ứng dụng vào vị trí quản lý và các bạn sẽ làm cái công tác quản lý này tốt sau cái khoảng thời gian đó. Thì xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Xin mời chị bạn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và em xin được kết nối với thầy Chánh. Dạ, có một câu hỏi mà bạn Hạ Trang đã đặt ra như thế này. Cơ hội việc làm trong tương lai của bảo hộ lao động như thế nào ạ? Dạ, em xin kính mời thầy ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn hỏi của em thì với câu hỏi của em thì chắc chắn là cái cơ hội nghề nghiệp việc làm trong tương lai cũng là bảo hộ lao động. Thì khi mà bạn tốt nghiệp bảo hộ lao động, bản thân hãy hãy tốt nghiệp bảo hộ lao động thì mình có thể làm một số công việc như là tại các doanh nghiệp trong nước đó, tập đoàn quốc gia đó. Chẳng hạn bạn thấy đó thì cái chỗ mà thầy chỉ định đó là thầy cũng đã từng làm doanh nghiệp ngoài là trước khi làm trong tương lai thì cũng có làm ở vị trí là tiên liên an toàn sức khỏe môi trường, một số vị trí là tư vấn hệ thống an toàn sức khỏe môi trường và tư vấn xây dựng hệ thống theo quốc tế ISO 45001, hoặc là đánh giá hệ thống về chất lượng, hoặc là làm nổi tiếng cho lý công tác an toàn sức khỏe môi trường trong cơ quan nhà nước. Chẳng hạn như là có một mối liên quan như là hôm nay cũng là một buổi xây dựng liên thì bản thân là cũng giúp các con người làm an toàn cho xây dựng. Như là các bạn nhớ là đây hay là bạn có thể làm trong xe xây dựng, trong nhà máy xây dựng, trong cơ quan. Thì trong quá trình làm việc ở trường đại học Hồng Lan thầy cũng có nhận được một số lời mời của một số đơn vị ngoài, thì họ cũng đang rất là nhân sự an toàn sức khỏe trong nhà máy cũng như nghề, nhưng mà đâu đó là giữa các bạn học sinh, những người sắp tới sẽ chọn được ngành nghề và những nghề họ chưa có chuyện với nhau, nên thì mong rằng thông qua cái tư vấn tuyển sinh này thì các doanh nghiệp, các tổ chức sẽ tìm thấy được đó là các học sinh sinh viên sẽ tìm được định hướng nghề nghiệp tương lai của mình và lựa chọn cái ngành phù hợp. Thì nếu như bạn có thể chi tiết hỏi thêm thì ở đây thì muốn thầy được có hẹn với các bạn có thể trao đổi thêm với thầy và các bạn để được nhận thức tư vấn hơn nữa. Rồi cảm ơn thầy đây, rồi cảm ơn chúng ta. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và khi mà đọc các câu hỏi mà các bạn gửi về cho fanpage trường thì em rất là ấn tượng với câu hỏi của bạn Khoa Ngô. Em xin được truyền tải đến thầy cô ạ. Dạ, cho em hỏi là những khóa trước ngành kỹ thuật xây dựng thì có nhiều bạn nữ không? Do em có một cái đứa em gái sắp tới cũng sẽ vào Văn Lang mà em sợ trong lớp có một mình bé là con gái thôi, mà tính em gái em thì hơi nhút nhát nên lo là con bé sẽ ngại ạ. Vậy thì thầy Nam ơi, em xin được mời thầy trả lời câu hỏi này của bạn Khoa nha. Rất là vui vì nhận được câu hỏi và câu hỏi này là một câu hỏi rất là đặc biệt, phải không ạ? Các thầy cô ở khoa xây dựng ở đây cũng thấy rất là muốn trả lời câu hỏi này đối với các bạn. Vì những bạn nữ mà vào trong khoa xây dựng thì các bạn cứ tưởng tượng giống như là các bạn sẽ trở thành hoa khôi ở trong một cái môi trường mà ở đó các bạn được dành được những sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc lớn nhất. Tại vì xung quanh mình là hầu hết các bạn đều là nam cả, và các bạn nam thì rất là ga lăng, mọi thứ thì các bạn sẽ rất là giúp đỡ này, rồi yêu thương, rồi quan tâm. Và ngay cả các thầy cô khi mà lên lớp cũng vậy, vì nhìn thấy có một bông hoa xinh đẹp ở trong lớp của mình đó, thì cũng dành những sự ưu ái, thực sự là có những sự ưu ái rất là riêng đối với các bạn nữ. Vậy thì cũng hãy yên tâm ha, vì hãy coi đó là một thế mạnh của mình. Vì mình là một người rất là số ít ở trong đó thì mình sẽ vô cùng đặc biệt các bạn ạ. Dạ, xin được cảm ơn thầy. Dạ, và cho em xin được kết nối với cô An. Dạ cô ơi, em không biết là mình cũng là một giảng viên nữ thuộc ngành kỹ thuật xây dựng, thì em không biết là lúc này cô có lời gì để động viên đến các bạn nữ mà mình đang mong muốn tham gia học ngành này không ạ? Dạ, em xin mời cô. Cô chào bạn MC, cô chào bạn đặt câu hỏi cho cô nhé.
ra khi mà nghe bạn MC đặt cái câu hỏi cho cô thấy rất là thú vị, rất là hào hứng, vì bản thân cô cũng là một nữ kỹ sư xây dựng và thực ra mà nói cô rất đam mê cái ngành này. Khi mà mình học cái ngành này, nếu mà là nữ thì cũng như thầy Nam nói, mình giống như là hoa khôi trong ngành xây dựng vậy. Nhưng thực ra đó là mình giống như là, cô hay ví là giống như là cô hay dạy và ví các bạn trên lớp giống như là mình là hoa mọc giữa rừng gươm đó các bạn. Mình rất là được các bạn nam là quý trọng nè, được các bạn nam, mình là số ít mà trong đó, nên mình rất là được trân quý. Cái thứ hai nữa là trong câu hỏi của bạn có một ý là bạn hơi nhút nhát cho nên bạn lo ngại. Thực ra một cái đặc điểm rất là ưu điểm của nữ khi học ngành kỹ thuật xây dựng là các bạn khá là chăm chỉ. Một điều đặc biệt mình đánh giá trong suốt 12 năm dạy ở trường Đại học Văn Lang thì bản thân cô rất là đánh giá cao các bạn nữ khi học cái ngành kỹ thuật xây dựng, và các bạn học rất là chăm chỉ và các bạn rất là kiên nhẫn, và đó là một cái đặc tính rất cần của kỹ sư xây dựng công trình. Và nếu mà em của em nó khá nhút, các bạn ấy khá nhút nhát á, thì bạn yên tâm, tại vì ở khoa xây dựng của mình á, cùng với trường á, rất có rất là nhiều hoạt động để cho các bạn tham gia. Như ví dụ như là bản thân cô là một trường hợp hồi đó mình đi học mình cũng không có phải là như thế này đâu, nhưng mà mình được sinh hoạt nè, mình được những cái hội trong hội của đoàn trường nè, ở khoa nè, thì cho nên các bạn được hòa nhập, các bạn được thể hiện bản thân rất là tốt. Một điều nữa thì mình cũng có một cái chia sẻ cho các bạn là khóa 23 vừa rồi á, thì khi các bạn tốt nghiệp á, thì các bạn có biết không, hai bạn nữ là thủ khoa hội đồng của đoàn tốt nghiệp, cho nên bạn nghĩ mình là một lợi thế chứ không phải là mình e ngại, cho nên bạn cứ mạnh dạn đăng ký vào, biết đâu đó cô chọn để gặp các nhá. Cảm ơn bạn và đã đọc câu hỏi. Cảm ơn MC, xin mời trường quay ạ. Dạ em xin được cảm ơn cô An ạ. Và tiếp theo thì em nhận được một câu hỏi của bạn Như Ngọc dành cho thầy Kiên ạ. Cho em xin được kết nối với thầy Kiên. Dạ, thầy cô cho em hỏi là em cần trang bị dụng cụ học tập gì khi mà học ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ạ? Và nếu mà mình vẽ kỹ thuật yếu thì có sao không ạ? Dạ em xin kính mời thầy. Rồi, cảm ơn MC Thi Trang ạ. Cảm ơn bạn học sinh đã đặt câu hỏi cho thầy. Thì thực chất thì học ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cùng với ngành kỹ thuật xây dựng và ngành quản lý xây dựng là nó có cái sự tương đồng nhất định. Thầy nói thêm một chút bên ngoài thôi thì ban chủ nhiệm khoa cũng như là các giảng viên của ba bộ môn ấy cùng xây dựng một cái chương trình nó gần như tương đồng với nhau, khoảng tầm 1/3 cái thời lượng. Mà nó chung nhau như thế thì nó sẽ giống nhau ở những cái giai đoạn ban đầu, nó khác nhau ở những giai đoạn chuyên ngành sau. Thế tuy nhiên thì nói về ngành học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nói riêng và kỹ thuật xây dựng nói chung á, thì thực ra các bạn cũng không phải cần trang bị tốn kém nhiều về những cái trang thiết bị, hoặc là các bạn sợ rằng là mình phải học kỹ thuật thì phải có những cái máy móc thế này thế khác. Thì thực chất mà nói á, thì như trước đây học kỹ thuật như thời của thầy học thì nó hơi vất vả một chút, đấy là chưa có sự hỗ trợ các phương tiện công nghệ thông tin. Nhưng bây giờ thì nó tốt rồi, như cô An từ đầu đã chia sẻ với các bạn học. Ví dụ như học vẽ kỹ thuật trước đây là các thầy phải có một cái bộ bút mà mua, mà giữ nó trân quý lắm, mất một phát coi như gần một tháng ăn đó, không còn tiền mà mua nữa. Cái bút đấy gọi là cái bút thầy còn nhớ gọi là hiệu bút tinh đó. Nhưng thì bây giờ các bạn học vẽ thì chủ yếu các bạn dùng bút chì cách thông thường, và sau đó là các bạn được chuyển ngay trực tiếp lên học một cái phần mềm gọi AutoCAD để các bạn thể hiện, các bạn thiết kế ra, các bạn vẽ nó rất là trực quan, rất là đẹp, nó chính xác trên máy tính. Đó. Vậy thì cái trang thiết bị và nói chung thì các bạn phải nên có đó, và bây giờ hầu như tất cả là việc nên có, thì hãy cố gắng thu xếp và sắm sửa một cái laptop, nó tương đối phù hợp. Ví dụ như bây giờ có thể giá từ nó dao động như theo thầy biết, thì thầy cũng tư vấn cho một số cháu và em đi học thì mua một cái laptop của sinh viên nó tầm giá khoảng từ 8 cho đến 12 triệu. Hiện tại như bây giờ thì nó có thể đủ để đáp ứng cho các bạn học tập và làm tất cả mọi công việc. Bởi vì các bạn nên chú ý một điều rằng bây giờ mình đang ở
một cái thời đại người ta gọi là công nghệ 4.0, cái gì nó cũng cần đến thiết bị phương tiện, thì cái laptop là một trong những cái phương tiện, những cái thiết bị rất là hữu hiệu cho cái việc học tập cũng như là giai đoạn đầu làm việc của chúng ta khi ra trường. Đấy, thì nhắn nhủ đến các bạn như thế thôi, không tốn kém gì lắm đâu, không có đâu. Thì cái đó một bây giờ như con thiết bị là laptop thì như một thiết bị thông thường trong quá trình học tập của bạn thôi. Rồi xin cảm ơn trường quay. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. À, và em có đang thấy một câu hỏi của bạn Nguyễn Tấn Phát. Dạ, bạn hỏi như thế này. Dạ, em chào thầy cô. Em có câu hỏi, em mong quý thầy cô giải đáp giúp em ạ. Em muốn hỏi là chương trình đào tạo của ngành bảo hộ lao động và tốt nghiệp ngành bảo hộ lao động sẽ ra làm gì ạ? Em cảm ơn. Ở đầu giờ thì các thầy cô đã cung cấp những cái thông tin tổng quan cho các bạn. Nhưng mà để bạn Phát hiểu rõ hơn về ngành bảo hộ lao động thì em xin được mời cô Hà giúp bạn Phát gỡ rối ạ. Dạ, em xin kính mời cô. Rất cảm ơn câu hỏi của Phát ha. Thì đầu giờ cũng có trao đổi sơ mà để cô nói lại để các bạn cùng nắm thông tin luôn. Thì chương trình đào tạo của ngành bảo hộ lao động thì mình được xây dựng tổng là 152 tín chỉ. Mình sẽ đào tạo. Alo, mọi người nghe rõ không ạ? Dạ, trường quay vẫn nghe rõ ạ. Dạ, em mời cô ạ. Được, cô nói tiếp. Chương trình đào tạo ngành bảo hộ lao động thì mình xây dựng tổng là 152 tín chỉ, đủ theo cái quy định của Bộ Giáo dục về đào tạo hệ kỹ sư. Tốt nghiệp ra các bạn sẽ tốt nghiệp hệ kỹ sư bảo hộ lao động. Chương trình mình sẽ đào tạo kéo dài trong vòng 4 năm, mỗi năm sẽ kéo dài 3 học kỳ. Mục tiêu của chương trình đào tạo là đào tạo ra một sinh viên trở thành một kỹ sư bảo hộ lao động có đầy đủ kiến thức cũng như là kỹ năng, có thể giải quyết được các vấn đề liên quan tới lĩnh vực an toàn, sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp cũng như là tại các cái cơ sở sản xuất. Rồi, cái ý thứ hai là bạn muốn hỏi là mình học chuyên ngành bảo hộ lao động ra thì cơ hội việc làm là gì? Cái này hồi nãy thì Chấm cũng có trao đổi nhưng mà cô sẽ trao đổi rõ hơn. Thì khi mà các em vừa mới tốt nghiệp á, cũng như lúc đầu thì từng có trao đổi, thì ngành nghề bảo hộ lao động hiện tại thì Đại học Văn Lang là trường thứ hai trên cả nước có đào tạo hệ kỹ sư bảo hộ lao động. Do đó, cái nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành này là vô cùng lớn. Các bạn hình dung ạ, theo đó, ngoài ra thì theo quy định của nhà nước nữa, tùy ngành nghề, tuy nhiên mỗi doanh nghiệp mà có từ 50 cho tới 300 người lao động bắt buộc phải có một kỹ sư an toàn. Từ đó mở ra cái nhu cầu việc làm cho các bạn rất là lớn. Theo kinh nghiệm bản thân giảng dạy cũng như là cái quá trình đi làm của cô thì hầu như các bạn từ năm 3 đã được các doanh nghiệp tới đặt hàng rồi. Hầu hết là như vậy. Thì vừa mới ra trường ở cái mức kinh nghiệm vừa phải thì các em sẽ có thể ứng tuyển ở các cái vị trí như là giám sát an toàn này, trong các lĩnh vực từ xây dựng cho tới may mặc cho tới thi công vân vân. Từ giám sát an toàn tôi luyện thêm các bạn sẽ lên được các chức danh khác như là giám đốc an toàn nè, hoặc là trưởng phòng an toàn, tư vấn các cái hệ thống về an toàn sức khỏe theo hệ thống tiêu chuẩn của nhà nước vân vân. Rất nhiều cơ hội việc làm có thể mở ra cho các bạn ha. Rồi cô cảm ơn câu hỏi của bạn ha. Xin mời trường quay ạ. Dạ, em xin được cảm ơn cô. Và một câu hỏi tiếp theo của bạn Võ Nguyễn Xuân Lộc. Cho em xin được kết nối với thầy Khanh ạ. Câu hỏi như thế này: ngành quản lý xây dựng của trường Đại học Văn Lang thì có gì khác biệt? Và sinh viên có được đi thực tế ngoài thời gian đi thực tập hay không? Dạ, em xin được mời thầy ạ. Rồi, xin cảm ơn trường quay. Xin chào bạn Lộc. Để trước khi trả lời câu hỏi này thì thầy muốn nhắc lại một chi tiết mà thầy Sinh và các thầy cô trong trường quay cũng đã có nhắc đến, là hiện nay Văn Lang đang cố gắng để được vào top 100 trường đại học trẻ tốt nhất trên thế giới. Như vậy thì để đạt được cái tiêu chuẩn đó thì hiện nay chương trình đào tạo, đặc biệt là đối với các ngành khối ngành kỹ thuật, đang được điều chỉnh để tiệm cận đến cái tiêu chuẩn của chuẩn quốc tế đó. Chính vì vậy khi bạn học ngành quản lý xây dựng ở tại trường Văn Lang, bạn sẽ được và trên tinh thần là cái khóa tiếp theo của các bạn đây, khóa sắp tới đây, chúng ta trường Văn Lang sẽ áp dụng các cái điều chỉnh của chương trình đào tạo tiệm cận với chuẩn quốc tế đó cho cái khóa mới này của các bạn. Và đây cũng là một cái điều rất là thuận tiện cho các bạn, thuận lợi cho các bạn khi các bạn tham gia cái khóa đầu tiên trong cái chương trình đào tạo mới này.
đó là một cái điểm rất đặc biệt của trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra thì Đại học Văn Lang đi theo chủ trương là một đại học ứng dụng. Chính vì vậy, khoa xây dựng theo cái chủ trương đó đã đưa ra cái triết lý giáo dục là gì? Học phải đi đôi với hành. Như vậy thì khoa chủ trương cái việc học phải gắn kết với lại thực hiện, thực hành, thí nghiệm cho các cái môn học. Chính vì thế mà trong suốt cái quá trình các bạn học, chứ không phải chỉ có đến khi đi thực tập tốt nghiệp, trước khi các bạn tốt nghiệp ra trường, mới các bạn mới được đi ra ngoài thực tế để tiếp cận với các cái công việc. Vì ngành xây dựng là cái ngành có thể nói đặc thù là phải tiếp cận với lại thực tế nhiều hơn, sẽ giúp cho cái kiến thức của các bạn giàu hơn và giúp cho các bạn hiểu bài tốt hơn. Chính vì vậy, trong suốt cái chương trình đào tạo, các bạn sẽ được thực hành, thí nghiệm liên tục tương ứng với các cái môn học lý thuyết. Mặt khác, khoa xây dựng cũng đã kết nối được với các cái doanh nghiệp bên ngoài các bạn ạ. Các cái doanh nghiệp cùng ngành xây dựng. Để làm gì? Để tạo cơ hội cho sinh viên được đến các cơ sở, các cái công trường xây dựng ở ngoài thực tiễn để giúp cho các bạn hiểu hơn về môn học. Chính vì vậy, các bạn yên tâm rằng trong suốt cái quá trình các bạn học, các bạn không chỉ được thực hành thí nghiệm ở tại phòng thí nghiệm của trường, mà các bạn còn được đi chiến tập, có nghĩa là các bạn được các thầy cô dẫn đến các cái cơ sở sản xuất, các cái nhà máy, ví dụ như những nhà máy về sản xuất bê tông ứng suất trước hoặc là bê tông đúc sẵn, để giúp cho các bạn hiểu được cái quy trình sản xuất ra được một cái cấu kiện bê tông hoặc một cái quá trình thi công một cái cấu kiện trong trong toàn bộ cái tòa nhà chẳng hạn, để các bạn hiểu được cái cách người ta thực hiện, cái cách người ta thi công và cái cách người ta tính toán như thế nào để xây dựng lên được cái cấu kiện cái tòa nhà đó. Vì vậy, để trả lời cho bạn về cái nội dung này thì bạn hãy hoàn toàn yên tâm khi các học ở trường Đại học Văn Lang. Cái đặc biệt của chúng tôi là gì? Chúng tôi đang cố gắng và sẽ phải quyết tâm sẽ làm được cái chuyện là chúng ta trường Văn Lang sẽ là một trong 100 trường có cái chuẩn đạt chuẩn quốc tế và là 100 trường tốt nhất trên thế giới. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn và xin mời trường quay. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Khanh ạ. Và trở lại với trường quay ngày hôm nay thì cho em xin hỏi thầy Nam. Dạ thưa thầy, ngành kỹ thuật xây dựng thì các bạn cần có yếu tố gì để mà có thể học tốt ngành này ạ? Rồi, thầy xin trả lời câu hỏi này của bạn ha. Thì để mà một yếu tố mà đối với thầy là vô cùng quan trọng đối với những bạn mà muốn học theo cái ngành xây dựng này thì thầy chỉ nói là chỉ có một điều thôi, đó là cái sự chịu khó. Cái sự chịu khó của mình, thứ nhất là trong quá trình học tập thì các bạn phải chịu khó ham học hỏi, trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng của mình để các bạn có thể làm được nghề sau này. Cái thứ hai là phải chịu khó trong những cái chương trình như là thầy Khanh vừa mới trao đổi đó ha, là chúng ta có những cái chương trình thực tập thực tế đến với các doanh nghiệp, những cái người họ, những cái nơi mà họ sử dụng lao động trước khi mà tốt nghiệp. Thì quá trình đó các bạn đi thực tế đó thì các bạn phải chịu khó lăn xả vào, chịu khó học hỏi vào, chịu khó tạo dành cái cơ hội đó cho bản thân mình để mình thực hành được những kiến thức, những kỹ năng đã học. Và như vậy thì sau khi mà các bạn ra trường, các bạn bắt nhịp với công việc rất là nhanh. Vậy thì thầy nói, chia sẻ với tất cả quý phụ huynh cũng như các bạn ở đây một điều rằng là để học được ngành xây dựng các bạn chỉ cần là phải chịu khó. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Nam ạ. Dạ, và có một câu hỏi của bạn Lưu Tấn Kiệt hỏi thầy Tình như thế này. Cho em hỏi về vấn đề kiến tập, thực tập và các đối tác của ngành bảo hộ lao động. Cảm ơn Thi Trang, cảm ơn câu hỏi của bạn Tuấn Kiệt. Thì tôi xin trả lời liên quan đến việc kiến tập thực tập thì đây là một trong những cái nội dung quan trọng của chương trình đào tạo ngành bảo hộ lao động. Thì giống như thầy Khanh có chia sẻ là định hướng của trường Đại học Văn Lang là mình là trường đại học ứng dụng, nên là trong cái chương trình đào tạo thì sẽ có nhiều học phần liên quan đến là thực hành, thí nghiệm và kiến tập, cũng như là tổ chức các cái chương trình để các bạn thực tập tại các doanh nghiệp. Thì để
làm được việc đó thì khoa sẽ tiến hành ký kết với các doanh nghiệp, các tổ chức để tạo điều kiện cho các em sinh viên sau này khi mà tham gia học từ năm 3 trở đi là các em có cơ hội để đi thực tập tại các doanh nghiệp. Thì đây là một cái môi trường là thực tế để các em làm quen với cách vận hành một hệ thống quản lý về an toàn môi trường tại doanh nghiệp là như thế nào, để các em hình dung ra được là một người làm công tác về an toàn sức khỏe môi trường ở doanh nghiệp là có những cái vai trò gì, và từ đó các em sẽ làm quen được các cái tính chất công việc ở trong môi trường thực tế, và sau này ra trường thì các em sẽ tiếp cận với công việc một cách là tốt hơn. Thì hiện nay khoa kỹ thuật an toàn là một khoa mới, và hiện nay khoa đã ký kết với một số doanh nghiệp ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và trong tương lai thì khoa sẽ tiếp tục mở rộng cái chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, và các bạn sẽ yên tâm là các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để các bạn tham gia thực tập, kiến tập ở rất là nhiều loại hình doanh nghiệp ở trên thị trường hiện nay. Xin cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và em có thấy một câu hỏi tiếp theo của một bạn. Bạn hỏi như thế này: dạ, em đang phân vân giữa ngành kỹ thuật xây dựng và ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, nhưng mà ba em nói học ngành kỹ thuật công trình giao thông thì nó khó hơn. Điều này có đúng không ạ? Nhờ thầy cô tư vấn thêm giúp em. Dạ, với câu hỏi này thì trước tiên em xin mời thầy Kiên giải đáp thắc mắc này cho bạn nha thầy. Xin cảm ơn MC Thi Trang và cảm ơn câu hỏi của bạn học sinh. Câu hỏi đặt ra rất là hay. Có thể là thầy đoán rằng ấy, là ba em là một người tư vấn trước rồi thì mới đặt ra cái vấn đề là nói là ngành giao thông nó khó hơn ngành xây dựng chẳng hạn. Nhưng mà thầy sẽ nói một cái ý nó tương đối, gọi là nó hiểu một cách như thế này thôi. Các bạn hình dung rằng ấy là ngành giao thông hay ngành kỹ thuật xây dựng hay là ngành kể cả xây dựng công trình thủy lợi, công trình thủy đấy, một số các ngành được gom lại chung thì người ta gọi là ngành xây dựng nói chung. Thì thực chất thì mỗi ngành nó lại chia ra một cái ngành đánh nhỏ khác nhau. Ví dụ như là bạn vừa hỏi đấy, so sánh giữa ngành kỹ thuật xây dựng công trình và ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, thì thầy nói sơ bộ một chút đấy là cái ngành phía trên các bạn hỏi đó là ngành kỹ thuật xây dựng công trình ấy, thì đó là những ngành người ta thiên về xây dựng những công trình nhà cửa dân dụng, rồi nhà cửa công nghiệp, các xưởng chế biến chế tạo, sản xuất vân vân. Còn cái ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thì họ lại thiên về làm cái công trình như thầy vừa nói đấy. Thì với đặc thù ngành Văn Lang thì chia thành hai cái mảng, đó là ngành giao thông công chính và ngành kỹ thuật hạ tầng. Vậy thì nó thiên về, các bạn có hình dung như là cầu đường, cầu cảng trong đô thị, rồi các tuyến đường, các công viên, các bến bãi, nhà ga vân vân, đó là cũng là thuộc về cái hệ thống giao thông mà sau này người ta phát triển, người ta sẽ nói là hệ thống giao thông thông minh đấy. Thì câu hỏi của bạn đặt ra chính yếu là khó hay không, nó khó cái nào khó hơn, thì thầy khẳng định luôn nhé, các bạn nên nhớ là hai ngành này không có ngành nào khó hơn ngành nào hết, hai ngành này không có ngành khó hơn ngành nào. Thì lại quay lại cái câu trả lời của thầy Nam, thì đối với ngành nào cũng vậy, và đặc thù là ngành xây dựng, thì các bạn thì có một cái cụm từ, cái từ khóa hôm nay là chịu khó, thì các bạn sẽ vượt qua được hết tất cả những cái học phần. Bởi vì khi thiết kế những cái học phần cho chương trình đào tạo, ban thiết kế đã nghiên cứu, đã tìm hiểu nhu cầu, rồi sau đó tìm hiểu về các kiến thức các bạn có thể thu nhận từ cái đầu vào xong đầu ra, để có một cái chương trình dạy nó phù hợp rồi, cho nên các bạn không lo lắng lắm về cái vấn đề gọi là khó hơn hoặc là không khó hơn. À, chắc là xin mời thêm ý kiến của cô An là đại diện tính giảng viên của ngành kỹ thuật xây dựng, có ý kiến thêm để hỗ trợ các bạn có cái suy nghĩ hoặc cái nhìn nó rõ hơn. Xin mời cô An. Dạ, cảm ơn thầy Kiên. Để tiếp nối cái câu trả lời, để giải đáp thêm cho các bạn rõ hơn, để các bạn có cái sự so sánh giữa cái hai ngành, thì mình cũng xin nói theo cái ý của thầy Kiên có chia sẻ là khi mà các bạn chọn cái ngành giữa kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, thì nói chung nó là một cái chuyên về cái mảng kỹ thuật và chuyên về là ngành xây dựng. Thì trong cái phạm trù xây dựng của mình thì nó có mình được tách ra những cái nhánh nhỏ, thì chuyên về kỹ thuật công trình xây dựng là chúng ta xây dựng những cái nhà dân dụng, các bạn cứ hình dung đơn giản thôi, giống như là các bạn xây dựng nhà phố nè, biệt thự nè,
rồi nhà cao tầng nè, rồi các kho xưởng nè, đấy thì mình gọi là dân dụng và công nghiệp. Đấy, những nhà dân dụng, dân sử dụng và những cái nhà phục vụ cho nhà xưởng, phục vụ cho các khu công nghiệp. Đấy là mình phân rõ ra như thế. Còn đối với cái ngành của mình thì có khó hay không thì bản thân mình là cô, bản thân cô là đã dạy ngành này khá lâu ở trường Đại học Văn Lang thì cô nhận thấy là mình không dùng từ khó, mà vấn đề ở chỗ là các bạn có thực sự chăm hay không, chăm chỉ hay không. Thì cũng như thầy Kim có nói là khi mà các thầy cô trong ban chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm bộ môn khi xây dựng cái chương trình đào tạo thì Văn Lang của mình gắn liền với đào tạo thực tiễn, ứng dụng thực tiễn. Cho nên từ năm thứ hai các bạn đã được tham gia các lớp học thực tế, đi ra các công trình, các công ty xây dựng, các địa điểm, các nhà máy để các bạn hình dung được rằng sau này ra trường các bạn làm những gì. Và trong quá trình học tập thì các bạn luôn được các thầy cô dìu dắt. Đó là một điểm rất đặc biệt của khoa xây dựng trường Đại học Văn Lang. Và mình cũng là giảng viên ở trong khoa, cho nên đây là cái tiêu chí đầu tiên mà ban chủ nhiệm khoa đặt ra, là tất cả các giảng viên sẽ dìu dắt các bạn trong quá trình các bạn học. Có thể là các bạn sẽ hỏi bất kỳ thầy cô nào trong khoa thì thầy cô đều có thể giải đáp cho các bạn. Cho nên nếu các bạn thực sự muốn học thì chúng ta chỉ có hai từ thôi, là các bạn chịu khó thì thầy cô sẽ đồng hành cùng với các bạn, kể cả ngành kỹ thuật xây dựng cũng như ngành kỹ thuật công trình giao thông hay là ngành quản lý xây dựng. Và mình tin rằng không phải chỉ khoa xây dựng đâu mà tất cả các thầy cô ở khoa khác cũng tương tự như thế. Đó là cái định hướng chung của nhà trường. Đấy, cho nên khi cô giải thích như vậy để cho em không có một cái sự phân vân. Điều quan trọng là em đam mê ở cái mảng nào. Thì khi mà bạn đủ đam mê rồi thì mọi việc đối với mình rất là dễ dàng, không còn là khó nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã đặt câu hỏi rất là hay. Và mình xin gửi lại thông tin cho trường quay ạ. Dạ, em xin được cảm ơn câu trả lời của thầy Kiên và cô An ạ. Tiếp theo thì em xin được kết nối với thầy Chánh với một câu hỏi như thế này. Dạ, học bảo hộ lao động thì có phải đi thực tập không ạ? Và khi nào thì em phải đi thực tập và sẽ thực tập ở đâu ạ? Dạ, em xin mời thầy. Rồi, cảm ơn Thi Trang. Rồi, chào bạn học sinh hỏi câu hỏi bạn Văn Văn thì phải. Thì thầy trả lời câu hỏi cho bạn là ngành bảo hộ lao động là có phải thực tập hay không? Thì thực tập là một trong những điều kiện tiên quyết để các bạn hoàn thành cái chương trình học ngành bảo hộ lao động. Thì còn cái việc mà thực tập ở đâu và thực tập khi nào thì cái bắt đầu kể từ năm 3 trở đi thì các bạn học sinh, sinh viên, các bạn sinh viên có thể chủ động hoặc là tham khảo ý kiến của thầy cô trong khoa để đi thực tập. Còn về thực tập ở đâu thì đối với ngành bảo hộ lao động thì với kinh nghiệm đi làm của thầy thì bạn không phải lo về vấn đề là thực tập ở đâu. Vì đi những thầy cô trong khoa, những anh chị cựu sinh viên trong ngành hoặc là những chuyên gia bên ngoài về ngành bảo hộ lao động, họ sẽ chủ động tìm kiếm cái lực lượng mà học sinh sinh viên thực học ngành bảo hộ lao động để thực tập. Chẳng hạn như là lúc mà thầy làm quản lý dự án xây dựng thì mỗi năm thầy có tiếp khoảng từ 5 đến 7 bạn sinh viên, và mình chủ động cái nguồn sinh viên đó sẽ trở thành những cái lực lượng mà kỹ sư bảo hộ lao động sau này. Đâu đó nó sẽ giúp cho các bạn học sinh viên hình dung được cái công việc mà sau này mình sẽ làm. Ví dụ như các bạn sinh viên thực tập ở bảo hộ lao động ở trong công trường xây dựng, các bạn cảm thấy là nó có thể chưa phù hợp với mình lắm thì bạn có thể lựa chọn một mô hình thực tập ở một cái môi trường khác, chẳng hạn như là nhà máy hoặc là doanh nghiệp hoặc là một cái tổ chức và đào tạo training về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Thì chút lại vấn đề là cái việc mà thực tập thì các bạn hầu như là không phải lo về nơi thực tập. Thì khi bạn vào học khoa kỹ thuật an toàn của trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ được tạo điều kiện tối đa trong việc thực tập nhằm mục đích là bổ sung kiến thức cũng như là giới thiệu công việc làm cho các bạn, cũng như là cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội và các tổ chức doanh nghiệp. Cảm ơn câu hỏi của Văn Văn ha. Rồi xin mời lại Thi Trang. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và trở lại trường quay một chút xíu là một câu hỏi dành cho thầy Nam ạ. Dạ, bạn hỏi như thế này. Mọi người hay nói là học ngành kỹ thuật xây dựng thì sau khi tốt nghiệp sẽ phải ở ngoài công trường và rất là vất vả. Vậy thì sau khi tốt nghiệp em có cơ hội việc làm nào ngoài việc làm ở công trường ạ? Bạn Nhật Trường đã hỏi như vậy ạ. Cảm ơn bạn Nhật Trường ha. Thầy cũng xin giải đáp thắc mắc của bạn ở câu hỏi này. Thì rõ ràng là
Trước tiên là bạn nhìn vào thì thầy Nam và các thầy cô ở đây cũng là một cái hướng khác để lựa chọn nghề nghiệp sau khi mà bạn ra trường trong ngành xây dựng, phải không nào? Đó là một bộ phận có thể học lên sau đại học, đi vào hướng chuyên nghiên cứu chuyên sâu để các bạn có thể trở thành những người giảng dạy hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giống như các thầy cô đây. Bên cạnh đó thì hiện như là thầy Khanh ở bên quản lý xây dựng cũng như là cô An và thầy Kiên nữa thì chúng ta cũng có thể làm ở trong các cái office, nghĩa là làm trong các văn phòng chuyên về những công ty chuyên về tư vấn thiết kế, thì bạn không nhất thiết là phải ra ngoài ở ngoài công trường đâu. Ví dụ như là kinh nghiệm của thầy thì trước đây khi mà sau khi mà tốt nghiệp ra trường đó thì thầy lúc đầu cũng nghĩ rất là hăng hái muốn ra ngoài công trường, nhưng mà có thể là ở đó cái điều kiện về môi trường làm việc nó không phù hợp thì thầy đã chuyển vào trong một công ty thiết kế để mà làm việc. Thì lúc đó các bạn sẽ chuyên về tư vấn thiết kế, tính toán và hình thành nên những bản vẽ kết cấu, làm sao để mà các bạn có thể xây dựng được một ngôi nhà thì trước tiên các bạn phải có những cái bản vẽ tính toán kết cấu của nó, thì các bạn hoàn toàn yên tâm rằng là bạn có thể chọn những cái môi trường làm việc ở trong văn phòng hoặc là trong giáo dục như thầy nói đây, để mà thay vì các bạn phải ra ngoài công trường. Và các bạn, đặc biệt là các bạn nữ thì cũng như vậy, khi mà cái phù hợp hơn với các bạn nữ đó là các bạn sẽ làm việc ở trong văn phòng, thì chính sự cần cù chăm chỉ của các bạn cũng sẽ giúp cho các bạn lựa chọn những cái công việc trong văn phòng rất là phù hợp luôn ha. Hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và cho em xin được kết nối với thầy Khanh với một câu hỏi như sau. Dạ, em được các anh chị tư vấn ngành xây dựng thì tốt nghiệp sẽ phải bảo vệ đồ án, thì em không biết là bảo vệ đồ án là phải làm những gì? Dạ, em xin mời thầy ạ. Rồi, xin cảm ơn MC cũng như xin cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi rất hay. Và tôi nghĩ rằng là các bạn nên tiếp tục đặt những câu hỏi tương tự như thế này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ngành học, nghề của chúng ta sẽ sau này sẽ như thế nào. Thế thì bảo vệ đồ án cũng giống như là một cái buổi để các thầy cô có thể xem lại coi cái tất cả cái toàn bộ kiến thức các bạn đã được học trong suốt quá trình 4 năm, 5 năm các bạn được đào tạo ở tại trường, các bạn nắm vững được những vấn đề gì. Như vậy thì bạn đừng quá căng thẳng về cái vấn đề, về cái câu chuyện là chúng ta bảo vệ là chúng ta sẽ làm cái gì ở trên đó, chúng ta phải làm cái gì. Thực ra là những cái kiến thức các bạn đã học qua các cái môn học, các cái đồ án nhỏ khi trước khi các bạn làm đồ án tốt nghiệp, các bạn đã được thực hiện và các bạn đã được bảo vệ cho những cái đồ án nhỏ đó. Đến khi bạn làm đồ án tốt nghiệp là bạn tổng hợp tất cả các kiến thức bạn đã được học từ khi bạn bước chân vào trường cho đến khi bạn đứng trước hội đồng bảo vệ để bạn kể lại cái quá trình bạn làm thôi. Do đó là bạn hãy nghĩ rằng đấy là một buổi để chúng ta được kể lại ha, được kể lại tất cả những cái kiến thức chúng ta nắm vững được trong 4 năm hoặc 5 năm các bạn được đào tạo tùy theo chuyên ngành. Do đó nó nhẹ nhàng lắm các bạn. Các bạn học, các bạn nắm vững kiến thức thì những câu hỏi chỉ là cách để kiểm tra lại xem là những cái kiến thức đó bạn đã thấm nhuần được đến đâu, được bao nhiêu, và các bạn đã còn nhớ hay đã quên. Thì cái một buổi bảo vệ sẽ diễn ra như vậy đó các bạn, không có khó khăn gì hết. Chỉ là một cái bước cuối cùng để chúng tôi khẳng định rằng bạn đã đủ kiến thức, đủ khả năng để ra tiếp cận với công việc thực tiễn. Rồi, xin cảm ơn bạn về câu hỏi cũng rất là thú vị. Và xin mời trường quay tiếp tục. Dạ, em xin được cảm ơn thầy Khanh ạ. Và em thấy là dường như thầy Nam cũng có điều gì muốn giải đáp thắc mắc của bạn ở câu hỏi trên. Dạ, em xin được mời thầy ạ. Thì tiếp lời của thầy Khanh thì thầy cũng chỉ muốn để cho các bạn hình dung rõ hơn nữa về cái đồ án tốt nghiệp của các bạn thôi. Vì trong quá trình các bạn cứ tưởng tượng ha rằng là chúng ta xây một ngôi nhà thì để mà xây được một ngôi nhà đó các bạn sẽ có từng phần khác nhau. Ví dụ như là phần móng rồi đến phần thân nhà và phía trên rồi xong đó là đến phần thi công của các bạn để thi công được ngôi nhà đó. Thì đối với từng phần đó thì chúng ta sẽ có những học phần, những môn học liên quan tới từng phần đó. Thì các bạn làm ở phần móng các bạn có học phần về nền móng công trình
trình. Ở phần thân các bạn có những học phần như là bê tông, cốt thép, kết cấu bê tông cốt thép hay là kết cấu thép, các những cái học phần liên quan. Thì như vậy thì các bạn mỗi đối với mỗi học phần đó các bạn đều có những cái đồ án nhỏ. Nghĩa rằng là đồ án sau khi các bạn học xong một phần, các bạn có đồ án thực hành để liên quan tới phần đó rồi. Và đến khi mà các bạn làm đồ án tốt nghiệp đó ha, thì các bạn sẽ hoàn toàn là mình gọi là kết hợp lại các cái kiến thức của các đồ án mà chúng ta đã học, hoàn toàn rất là dễ dàng các bạn ạ. Vì vậy các bạn sẽ không gặp bất cứ một khó khăn nào. Đặc biệt rằng là các thầy cô sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn. Với mỗi cái đồ án đó thì sẽ có giảng viên đi theo, nghĩa là cùng theo cùng với các bạn để mà giải thích, hướng dẫn cho các bạn. Dạ em xin được cảm ơn thầy ạ. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, chúng ta đã cùng trò chuyện và giải đáp rất là nhiều câu hỏi ở trong chương trình. Cảm ơn quý thầy cô trong ban tư vấn hôm nay rất là nhiều. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Thi Trang xin được mời quý thầy cô sẽ gửi gắm những cái lời động viên, lời khuyên cho các bạn khóa 28 ở tương lai. Đầu tiên thì cho em xin được kết nối với ban tư vấn online. Em xin được mời thầy Kiên ạ. Chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, rất là vui hôm nay cùng được chia sẻ trò chuyện với buổi tư vấn. Tuy nhiên là trên tinh thần là về phía nhà trường thì bọn tôi đại diện những cái ngành chuyên ngành đang đào tạo, chia sẻ với quý phụ huynh và các bạn học sinh những cái vấn đề nó gần gũi nhất với cái ngành học. Cũng là một cái giai đoạn, một cái thời gian để chúng ta trả lời về giải đáp. Thì tôi có một cái lời chúc đến các em học sinh thân mến. Đầu tiên các em này nên giữ sức khỏe, tại vì thực ra mùa dịch cũng tạm chưa kết thúc đâu. Cái thứ hai là các bạn cố gắng tập trung đầu tư vào để các bạn có một cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học thật tốt. Rồi sau đó các bạn đến giai đoạn lựa chọn ngành nghề thì mình hãy đi theo cái tư duy và cái suy nghĩ của mình, đó là mình thích, mình đam mê thì mình sẽ lựa chọn nghề. Và cái cuối cùng hy vọng rằng là cái đam mê và cái sở thích về ngành nghề, trường Văn Lang sẽ đáp ứng được các bạn bằng một trong 59 ngành nghề đang được đào tạo. Và chào các bạn và chúc quý phụ huynh cùng các em học sinh sức khỏe và sự may mắn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và cho em xin được kết nối với cô An ạ. Cô xin chào quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh. Rất là cảm ơn trường Đại học Văn Lang hôm nay đã tạo ra một cái buổi trò chuyện rất là thân mật đối để có thể giải đáp cho các em học sinh những cũng như quý phụ huynh những cái thắc mắc về ngành nghề. Hy vọng rằng cái buổi nói chuyện thân mật ngày hôm nay có thể giúp ích được cho quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh mình có một cái định hướng nghề nghiệp thật tốt. Chúc các em là một tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Chúc em có một cái thái độ suy nghĩ luôn tích cực trong cuộc sống cũng như trong học tập, và mong rằng các em sẽ chọn được một cái ngành nghề phù hợp đúng với cái đam mê và yêu thích của mình, đồng thời ngành nghề đó có thể giúp ích được cho các bạn trong tìm được một cái công việc tốt, ổn định và để có một cuộc sống thành công và tốt đẹp hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn nhà trường và cảm ơn quý thầy cô đã đồng hành ngày hôm nay. Em xin chào ạ. Dạ em xin được cảm ơn cô ạ. Và tiếp theo thì em được xin được mời thầy Khanh có đôi lời gửi gắm đến các bạn học sinh ạ. Xin cảm ơn trường quay. Xin kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Gần 30 năm về trước tôi cũng đang trong cái giai đoạn rất là căng thẳng cũng như các bạn hiện nay, do đó tôi rất thông cảm với các bạn vì sẽ có rất nhiều câu hỏi, sẽ có rất nhiều cái sự lo lắng cho cái việc chọn ngành nghề của mình, chọn trường, chọn nghề và áp lực thi cử sắp đến. Tôi rất chia sẻ và tôi rất là thông cảm với các bạn về cái sự lo lắng đó. Tuy nhiên, việc gì cũng vậy, chúng ta cần có cái sự tư vấn, cần có cái sự giúp đỡ từ quý phụ huynh. Các bạn cần cái sự giúp đỡ từ quý phụ huynh, từ những lời chia sẻ của chúng tôi trên trong các cái buổi giao lưu như thế này. Và điều đặc biệt thì tôi muốn chúc các bạn luôn luôn giữ sức khỏe. Đầu tiên các bạn phải có sức khỏe, vì làm bất kỳ chuyện gì nếu không có sức khỏe chúng ta không thể nào chúng ta có thể tiến hành, có thể đi đến đích được các bạn.
Do đó cái lời chúc đầu tiên của tôi vẫn là cái sự chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, một tinh thần thoải mái, một tinh thần vững vàng thoải mái để các bạn có thể thi tốt nghiệp, đạt được kết quả tốt nhất. Rồi tiếp theo các bạn là sẽ suy nghĩ đến cái việc chọn trường, chọn nghề. Và để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, riêng phần tôi rất mong rằng nếu các bạn muốn phát triển mình thành là một công dân kỹ thuật số cho tương lai của một công dân toàn cầu, mang tính chất toàn cầu, thì tôi mong rằng các bạn hãy nghĩ đến Bang Lan. Thì chúng tôi đang cố gắng đạt được chuẩn quốc tế để các bạn có thể làm việc được trong một môi trường năng động, không chỉ trong nước mà có thể là làm việc ở các quốc gia trên thế giới. Và nếu bạn muốn xây dựng cái ước mơ đó với ngành xây dựng, và đặc biệt cụ thể hơn là với ngành quản lý xây dựng, thì rất chào đón các bạn đến với khoa xây dựng của trường Đại học Bang Lan. Một lần nữa kính chúc quý phụ huynh, chúc các bạn học sinh sức khỏe và cái sự thành công trong công việc cũng như hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn trường quay. Xin mời trường quay. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Và tiếp theo chương trình thì em xin mời cô Hà sẽ có đôi lời động viên và lời khuyên dành cho các bạn học sinh ạ. Em xin mời cô. Thì cũng rất là vui khi là có một cái buổi tư vấn ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh mình đã có một cái sự quan tâm đối với trường Đại học Văn Lang, và đặc biệt là đối với khối ngành bảo hộ lao động cũng như là khối ngành xây dựng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì thông qua cái buổi trò chuyện thân mật này thì cô cũng mong là sẽ giúp cho các bạn, nếu mà mình chưa có được những cái định hướng rõ ràng thì mình có thể lựa chọn khối ngành bảo hộ lao động hoặc khối ngành xây dựng để làm một trong những lựa chọn trong 4 năm học đại học sắp tới. Ngoài ra thì cũng rất là mong được có thể có cơ hội được gặp các bạn trực tiếp tại trường Đại học Văn Lang, cũng như là mong được một lần làm cô trò với các bạn tại khối ngành bảo hộ lao động của khoa Tiếng nói An toàn. Rồi là cuối cùng thì cô chúc các bạn có được cái kỳ thi kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Cô cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn cô ạ. Và tiếp theo chương trình thì em xin được mời thầy Chánh. Mời thầy sẽ có đôi lời gửi gắm đến các bạn học sinh. Rồi, cảm ơn Thi Trang. Thì lời đầu tiên xin chào quý phụ huynh và các học sinh. Thì thật sự là thời điểm bây giờ, với vai trò là người thầy, người anh đi trước, thì thầy biết rằng bây giờ là thời điểm vàng, tất cả sự cân nhắc, sự lựa chọn ngành nghề của các bạn. Nên thầy mong là các bạn tỉnh táo, định hướng. Từ thầy cô cấp 3, từ thầy cô đại học, từ các quý anh chị đi trước, sẽ cân nhắc được lựa chọn những ngành nghề nào mình thấy phù hợp với bản thân mình, cống hiến với xã hội và mang lại cho thu nhập cho bản thân, thì mình lựa chọn. Cái thứ hai là nếu như các bạn lựa chọn xong rồi thì mong rằng các bạn kiên định mục tiêu mình đã chọn, cố gắng hết mình với bản thân và với gia đình. Và cái thứ ba là thầy mong rằng các bạn học sinh sắp tới sẽ cố gắng trong cuộc thi một phổ thông sắp tới. Và nếu như sau buổi chia sẻ hôm nay các bạn cảm thấy có cần thông tin gì thêm về bảo hộ động và ngành xây dựng, thì các bạn hãy đến với khoa Thi đậu An toàn, khoa xây dựng của Đại học Văn Lang, thì các thầy cô sẵn sàng chào đón các bạn để thành những thành viên của Đại học Văn Lang trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy và xin cảm ơn các thầy cô của ban tư vấn online ạ. Và quay trở lại với trường quay ngày hôm nay thì cho em xin được mời thầy Tình. Thầy ơi, không biết là thầy có đôi lời gì gửi gắm hay là lời khuyên dành cho các bạn K28 được không ạ? Xin cảm ơn Thi Trang. Thì như các thầy cô cũng đã gửi rất là nhiều lời chúc đến các em học sinh về việc lựa chọn cái ngành nghề của mình sắp tới, thì thầy cũng xin chúc đến các em học sinh sẽ có một cái lựa chọn đúng nhất cho cái ngành nghề mà mình yêu thích, và chúc các em sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Dạ, em xin được cảm ơn thầy ạ. Dạ, và em mời thầy Nam ạ. Rất là vui vì buổi livestream ngày hôm nay thì hy vọng rằng là đã giải đáp được phần nào những thắc mắc, những trăn trở của quý phụ huynh học sinh cũng như là các bạn học sinh ở đây. Và còn thêm những câu hỏi nào nữa thì sẽ mong rằng là sẽ được nhận từ các bạn qua những cái kênh truyền thông của trường đã tạo ra ha. Và trước khi mà kết thúc thì cũng như là các thầy cô khác, thầy rất là mong rằng là các bạn sẽ có những kết quả thi tốt nhất và có được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình. Chỉ là thầy xin chia sẻ một chút
đó là về cái việc mà giữa những cái lựa chọn của mình, đặc biệt trong lúc này vô cùng quan trọng, đó là việc giữa lựa chọn giữa đam mê và những cái điều kiện của các bạn để các bạn lựa chọn một cái ngành nghề phù hợp. Thì cũng giống như là trong rất là nhiều các chương trình tuyển sinh mà khoa xây dựng đã đi đến các trường, thì khoa xây dựng vẫn luôn nói với các bạn rằng là các bạn ơi, các bạn hãy chọn cho mình những cái ngành nghề mà thực sự sau này sẽ giúp cho các bạn nuôi sống được bản thân mình, hoặc là có thể giúp đỡ được những người thân, hoặc có những cái mục tiêu rõ ràng. Và sau đó thì nếu như mà cái công việc đó mà nó phù hợp với đam mê thì cực kỳ là tốt. Nhưng mà nếu như cái công việc mà nó chưa phù hợp với đam mê thì chúng ta, mà nó có thể nuôi sống các bạn, có thể tạo lập cho các bạn được một cái công việc mà gắn bó với các bạn là ít nhất là 40 năm phải không ạ? Các bạn cũng nên cân nhắc để lựa chọn. Và khi mà mình đã có công việc rồi thì mình cũng có thể tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Vì vậy thì thầy cũng muốn chia sẻ một chút thôi, đó rằng là hãy lựa chọn cùng với đam mê, nhưng cũng phải cùng với những cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của bản thân, của gia đình nữa, để mà chúng ta có những cái lựa chọn đúng đắn, tốt nhất cho ngành nghề trong tương lai. Xin chào các bạn. Em xin được cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn những lời chia sẻ chân tình từ quý thầy cô. Kính chúc cho quý thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, và mùa tuyển sinh năm nay của Văn Lan thì sẽ đón chào khóa 28 thật là năng động. Văn Lan Q&A sẽ lên sóng định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đón xem trên fanpage Trường Đại học Văn Lan nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin bạn luôn sẵn sàng, dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lan sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn phàn, rồi Văn Lan chắp cánh cho bạn về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lan, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lan, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Họ đây xa xa đình đây, muôn khó khăn còn đây. Cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lan sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn phàn, rồi Văn Lan chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta